khắp trung cái nơi xa biển khơi gió lộng, từ thành thị đến tận đồng quê, quê Lam Hồng dân con ân thanh hợp ca khen chúc tụng là bao nhiêu còn thuốc xa tâm lòng mẹ nhiều, sóng ai ân nhẹ trôi sớm chiều dìu thuyền con tới quê tình yêu. Núi Hồng Lĩnh cao chót vót thế vượt sao hơn khối tình của mẹ, đoàn con tựa kề đời sâu thương có mẹ chờ che. Chúng con dùng muôn lời ca hát đứng nữ vương trên trời dưới đất, ngàn hoa thơm ngát, chúng con chung tâm lòng tôn kính đấng nữ vương của địa phận vinh, kính tiên mẹ ngàn hoa tươi. Hôm nay mẹ ơi đoàn con đây ngàn
chấp chung cái nơi xa biển khơi gió nồng, từ thành thị đến tận đồng quê. Quê Lam Hồng dân con ân thanh, hợp ca khen chúc tụng mẹ lành. Ma Si A Nữ Vương Thái Bình, mẹ đẹp như ánh sương bình minh. Như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Kính thưa Đức Hồng Y, quý Đức Tổng, quý Đức Cha và toàn thể cộng đoàn, hôm nay quả là một ngày đầy niềm vui và đáng ghi nhớ của gia đình giáo phận Vinh. Chúng ta hân hoan quy tụ về đây để cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa và tri ân muôn người. Tất cả là hồng ân Chúa, qua sự thao thức lo lắng và chung tay góp sức của quý Đức Cha, quý ân nhân và mọi thành phần dân Chúa trong và ngoài giáo phận. Từ hôm nay, Trung tâm Mục vụ sẽ chính thức được đưa vào sử dụng, trở thành dấu chỉ của tình hiệp nhất, trở thành mái nhà chung, nơi để tôn vinh Chúa và thăng tiến cộng đoàn tín hữu. Trong tâm tình đó, mời cộng đoàn sốt sắng khẩn nài Chúa Thánh Thần ngự đến. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Xin Chúa Thánh Thần, người thương thông viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đám ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa giờ đây, xin kính mời Đức Cha An Phong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận, sẽ nói đôi lời giới thiệu về trung tâm mục vụ này. Trọng kính Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trọng kính Đức Marek Zalewski, đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam. Trọng kính Đức Hồng Y đáng kính Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. Kính thưa quý Đức Cha, Giáo phận Vinh chúng con hôm nay rất vui mừng vì không chỉ là sự hiện diện của tất cả con cái trong giáo phận ở đây một cách trực tiếp hoặc là một cách gián tiếp trên các mạng truyền thông, vì thánh lễ tạ ơn này sẽ được truyền trên mạng để cho con cái giáo phận Vinh xa gần được hiệp thông. Mà chúng con rất hân hạnh, rất vui mừng, rất là quý báu cái sự hiện diện của quý Đức Tổng, quý Đức Cha, quý Đức Hồng Y trong dịp khánh thành trung tâm mục vụ này, và hơn nữa là hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2023 của Hội đồng Giám mục vừa được diễn ra tại trung tâm mục vụ này. Sự hiện diện của tất cả quý Đức Tổng, quý Đức Cha nói lên sự hiện diện của Chúa ở giữa cộng đoàn giáo phận Vinh của chúng con. Chúng con xin chân thành tri ân. Và con xin được thay lời cho tất cả mọi thành phần dân Chúa để trình lên quý Đức Tổng, quý Đức Cha cái trung tâm mục vụ giáo phận là ngôi nhà chung của giáo phận chúng con. Do lòng thương của Chúa, sự đóng góp chung tay của mọi thành phần dân Chúa xa gần cũng như quý ân nhân, thì chúng con đã được Chúa ban cho cái trung tâm mục vụ rất là xinh xắn đẹp đẽ này. Chúng con ý thức đấy là ân của hồng ân của Thiên Chúa ban cho chúng con. Giờ đây chúng con lại rất vui mừng được
dâng lên Chúa cái công trình này để xin Chúa cũng hiện diện ở giữa chúng con trong ngôi nhà chung này mãi mãi, để mỗi khi tất cả các thành phần dân Chúa trong giáo phận về đây sinh hoạt mục vụ, và chúng con được hưởng thêm nhiều phúc lành của Thiên Chúa. Con xin đổi lời kính dâng lên quý Đức Cha. Trong tâm tình tạ ơn và hân hoan vui mừng, chúng con xin trân trọng kính mời Đức Tổng Marek Jaleski, đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam, Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên, trưởng giáo tỉnh Hà Nội và Đức Cha An Phong Nguyễn Hữu Long, chủ chăn giáo phận, tiến lên cắt băng khánh thành. Xin trân trọng kính mời. Xin cộng đoàn nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng giáo phận. Giờ đây là nghi thức làm phép trung tâm mục vụ do Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng chủ sự. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an cho nhà này và cho mọi người ở trong nhà này cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em thân mến, nhờ lòng Chúa thương xót, chúng ta vui mừng tề tựu tại đây để làm phép ngôi nhà mới này được sử dụng làm trung tâm mục vụ của giáo phận. Trung tâm mục vụ này là ngôi nhà chung, là nơi các tổ chức trong giáo phận làm việc để giúp Đức Giám mục trong việc lãnh đạo toàn giáo phận, là nơi tụ họp của các thành phần dân Chúa để tĩnh tâm, học tập và sinh hoạt mục vụ. Vậy chúng ta hãy khẩn khoản này xin Thiên Chúa chúc phúc cho ngôi nhà này và ban cho chúng ta được tràn đầy ơn phúc bởi trời. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa không ngừng lấy tình thương của Chúa mà lo liệu cho các nhu cầu của loài người. Chúng con nài xin Chúa tuôn đổ phúc lành dồi dào của Chúa xuống trên ngôi nhà này, do công sức của biết bao nhiêu người chúng con đã xây dựng nên dưới bàn tay che chở Chúa của Chúa quan phòng. Xin Chúa cho mọi người chúng con khi đến tụ họp nhau trong ngôi nhà này luôn cảm thấy được sự hiện diện của Đức Kitô, vì Người đã đến ở giữa những người tập hợp nhân danh Người, luôn biết thực hiện điều răn mới của Đức Kitô là tình bác ái yêu thương, và luôn biết xây dựng thành cộng đoàn hợp nhất như Đức Kitô mong muốn, để làm sáng danh Chúa và làm cho giáo hội càng ngày càng phát triển lớn mạnh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Giờ đây, Đức Cha An Phong và bốn cha được cắt cử sẽ đi rảy nước thánh trên các tường, các phòng trung tâm mục vụ và trên dân chúng.
trương vô cùng mà bây giờ bà hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Tôi đã thấy nương từ bên phải đến thờ chạy ra ăn lễ. Của Chúa Kitô cư ngụ trong lòng chúng ta và nguyện cho lời của Người ở lại luôn mãi trong chúng ta để khi làm mọi việc chúng ta đều làm cho sáng danh Chúa. Amen. Nghi thức làm phép trung tâm mục vụ đến đây kết thúc. Giờ đây xin mời cộng đoàn dân Chúa tiến về nhà thờ chính tòa tham dự thánh lễ tạ ơn. Xin ưu tiên nhường các chỗ ngồi trong nhà thờ cho quý đại biểu và quý thầy, quý sơ. Đoàn rước nhập lễ sẽ di chuyển với thứ tự như sau. Đi đầu là bình hương, thánh giá, nến cao. Sau đó là quý cha đồng tế. Tiếp theo là quý đức cha. Xin quý cha không lên hôn bàn thờ.
Chúa, khi dân xưa đi về thánh đô, đi về nhà Chúa, ông thì con đã vào đời trường. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa. Chân
gieo nhạc trên phi xót vào hồn ngũ quên những lời ca trầm thanh dịu Xin kính mời Đức Hồng Y, Quý Đức Tổng, Quý Đức Cha và Cộng đoàn an tọa. Kính thưa Cộng đoàn, chúng ta quy tụ nơi đây trong sự kiện trọng đại của Giáo hội Việt Nam
với hội nghị thường niên của Hội đồng Giám mục Việt Nam và sự kiện khánh thành trung tâm mục vụ của giáo phận Vinh. Trong thời khắc trọng đại này, chúng con trân trọng giới thiệu Đức cha phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên lên có lời chào mừng và giới thiệu quý đấng bậc. Ở đây tôi xin giới thiệu sự hiện diện của quý đức Hồng Y, quý đức Tổng, quý cha cũng như toàn thể cộng đoàn. Và tôi xin đề nghị đó là khi nào tôi nói kính mời cộng đoàn vỗ tay chúc mừng thì lúc đó chúng ta mới vỗ tay. Trước hết xin giới thiệu sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Marek Zaleski, đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam. Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế, Giám quản Tông tòa Giáo phận Nha Trang, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Di dân. Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh, Phó Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kính mời cộng đoàn vỗ tay. Các đức cha thuộc giáo tỉnh Hà Nội, đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, đặc trách văn phòng mục vụ đối thoại đại kết và liên tôn, đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục phó giáo phận Bắc Ninh, chủ tịch ủy ban giáo sĩ chủng sinh, đức cha Vincent Nguyễn Văn Bản, giám mục giáo phận Hải Phòng, giám quản tông tòa giáo phận Ban Mê Thuộc, chủ tịch ủy ban kinh thánh, đức cha Thomas Aquino Vũ Đình Hiểu, giám mục giáo phận Bùi Chu, chủ tịch ủy ban bác ái xã hội Caritas, đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, giám mục giáo phận Hưng Hóa, chủ tịch ủy ban Loan Báo Tin Mừng, đức cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, giám mục giáo phận Thái Bình, đức cha Phêrô Kiều Công Tùng, giám mục giáo phận Phát Diệm, đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục giáo phận Thanh Hóa, chủ tịch ủy ban Công lý Hòa Bình, đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục giáo phận Vinh, đặc trách Hội Thừa Sai Việt Nam, đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, nguyên giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội. Xin quý cộng đoàn trao một tràng vỗ tay. Các đức cha thuộc giáo tỉnh Huế, đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục giáo phận Đà Nẵng, chủ tịch ủy ban văn hóa, đức cha Aloisio Nguyễn Hùng Vì, giám mục giáo phận Kon Tum, chủ tịch ủy ban thánh nhạc, đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn, chủ tịch ủy ban nghệ thuật thánh. Xin cộng đoàn trao một tràng vỗ tay. Các đức cha thuộc giáo tỉnh Sài Gòn, đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, giám mục giáo phận Đà Lạt, chủ tịch ủy ban mục vụ gia đình, đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, chủ tịch ủy ban truyền thông xã hội, đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc, chủ tịch ủy ban giáo lý Đức Tin, đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, giám mục giáo phận Bà Rịa, chủ tịch ủy ban phụng tử, đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, chủ tịch ủy ban tu sĩ, đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, giám mục giáo phận Vĩnh Long, chủ tịch ủy ban giáo dục Công giáo, đức cha Giuse Trần Văn Toàn, giám mục giáo phận Long Xuyên, chủ tịch ủy ban giáo dân, đức cha Stefano Tri Bửu Thiên, giám mục giáo phận Cần Thơ, đức cha Phêrô Lê Tấn Lợi, giám mục phó giáo phận Cần Thơ, đức cha Giuse Bùi Công Trạc, giám mục phụ tá giáo tổng giáo phận Sài Gòn. Kính mời cộng đoàn cho một tràng vỗ tay. Tôi xin giới thiệu sự hiện diện của đức ông Phêrô Nguyễn Chí Thiết, quý cha trong ban thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, quý cha trong và ngoài giáo phận Vinh, cũng như cộng đoàn dân chùa đang hiện diện nơi đây và mọi người đang tham dự thánh lễ trực tuyến. Kính mời cộng đoàn cho một tràng vỗ tay.
Xin mời Đức Tổng bắt đầu thánh lễ. Mời cộng đoàn đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa cha tổng đại diện, quý cha, quý tu sĩ, quý chúng sinh và toàn thể anh chị em. Trong những ngày vừa qua, quý đức cha trong hội đồng giáo mục rất là vui mừng đáp lại lời mời của đức cha An Phong để họp hội nghị thường niên kỳ 1 tại trung tâm mục vụ của giáo phận Vinh. Đáp lại ước mong của Đức Thánh Cha Francisco, các giáo mục chúng tôi đã gặp gỡ, chia sẻ với nhau, lắng nghe nhau và phân định dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần để xây dựng một hội thánh hiệp hành. Dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần, chúng tôi đã cùng nhau để đưa ra những hướng dẫn mục vụ giúp cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa thực hiện được một hội thánh hiệp thông, tham gia và hăng say nhiệt thành thi hành sứ vụ của mình. Hội nghị đã kết thúc và ngày hôm nay chúng tôi rất là vui mừng được cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa của giáo phận Vinh để dâng lời tạ ơn Chúa. Xin anh chị em cùng với chúng tôi tạ ơn Chúa. Và chúng tôi hết lòng cảm ơn hai đức cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn đã cầu nguyện cho hội nghị được thành công tốt đẹp, đã đón tiếp và đã phục vụ một cách rất là tốt đẹp. Ngày hôm nay chúng tôi cũng rất là vui mừng để cùng với hai đức cha, quý cha và toàn thể anh chị em cử hành nghi thức làm phép trung tâm mục vụ và dâng thánh lễ tạ ơn tại ngôi thánh đường của nhà thờ chính tòa đây. Chúng ta tạ ơn Chúa bởi vì công trình của trung tâm mục vụ đó là công trình của sự hiệp thông. Tất cả mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận đã hiệp thông với hai đức cha, với quý cha và với nhau để chúng ta làm thành một cái ngôi nhà trung tâm mục vụ, ngôi nhà chung rất là đẹp, rất là hoành tráng, rất là tiện nghi, rất là rộng lớn để phục vụ cho các sinh hoạt của giáo phận. Nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả những ai đã đóng góp cách này cách khác, âm thầm hoặc là cụ thể để chúng ta có được ngôi nhà trung tâm mục vụ này. Chúng ta cầu nguyện để nhờ trung tâm mục vụ này tất cả mọi thành phần dân Chúa được huấn luyện, được sinh hoạt chung với nhau và tiếp tục nỗ lực để xây dựng giáo phận Vinh thành một cộng đoàn hội thánh hiệp thông. Hiệp thông với Chúa, với nhau, giữa các thành phần dân Chúa. Và
chúng ta cũng tiếp tục xây dựng giáo phận thành một cộng đoàn đức tin và hăng say nhiệt thành loan báo làm chứng cho Chúa, thi hành sứ vụ tông đồ của mình. Với tất cả những ước nguyện đấy, giờ phút này chúng ta thành tâm ăn năn sám hối, xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của chúng ta. Xin Chúa thanh luyện để chúng ta xứng đáng cử hành thánh lễ tạ ơn này. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn. Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Dành Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha chúng con và là Đấng ban phát mọi ơn lành, này chúng con nhìn nhận hết những gì chúng con đang có và ngay chính bản thân chúng con, tất cả đều bởi Chúa. Xin dạy chúng con ngày càng thấy rõ Chúa yêu thương chúng con dường nào, và xin làm cho chúng con tận lực tận tình yêu mến Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiền tri cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Trích sách huấn ca. Các ngươi hãy cầu nguyện cùng Thiên Chúa Vũ Trụ, Đấng đã thực thi những việc vĩ đại trên khắp địa cầu, đã làm cho đời sống chúng ta phấn khởi từ khi chúng ta còn trong lòng mẹ, và đã đối xử với chúng ta theo lòng từ bi của Người. Nguyện xin Người ban cho chúng ta niềm hân hoan tâm hồn, và cho đời sống chúng ta ở Israel được an bình đến muôn đời. Israel tin tưởng rằng lòng từ bi của Thiên Chúa ở cùng chúng ta, để Người giải thoát chúng ta trong những ngày chúng ta đang sống. Đó là lời Chúa. Nghị lực cho tâm hồn.
Trích sách Tông Đồ Công Vụ. Trong những ngày ấy, có người biệt phái tên là Gamaliel, cùng là luật sĩ có thế giá trong dân, đứng lên giữa công nghị, truyền dẫn các tông đồ ra ngoài trong giây lát, rồi nói với các người trong công nghị rằng: Hỡi chư vị Israel, xin hãy thận trọng về việc chư vị định làm đối với những người này. Vì trước đây ít ngày, có tên Theuda nổi lên, tự xưng là một nhân vật, có đủ 400 người theo mình. Y đã bị giết, và nhóm người theo y đều tan rã và không còn gì nữa. Sau y lại có tên Giuđa người Galilê, cũng nổi lên trong những ngày kiểm tra dân số, lôi kéo dân chúng theo mình, rồi chính hắn cũng chết. Mọi kẻ theo hắn đều tan rã. Và bây giờ tôi xin chư vị đừng can dự gì đến những người này, cứ để mặc họ, vì nếu một mưu toan hay việc này là do loài người thì sẽ tự tan rã. Nhược bằng bởi Thiên Chúa thì chư vị không thể phá tan được, kẻo lỡ ra mang tội chống đối Thiên Chúa. Họ đồng ý, họ cho gọi các tông đồ vào, ra lệnh đánh đòn các ngài và cấm tuyệt đối không được nhân danh Đức Giêsu mà giảng dạy nữa. Đoạn tha các ngài về. Vậy các ngài ra khỏi công nghị lòng hân hoan và thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Đức Giêsu. Và hằng ngày tại đền thờ hay tại tư gia, các ngài cứ tiếp tục giảng dạy và loan truyền tin mừng Đức Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa. Xin cộng đoàn đáp và ở cùng Thầy. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.